Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay rất giới thiệu chiếc quà các anh chị, bốn em BF, bốn em BF. Rồi, và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị, em nó có cái màu đen. Đây là chiếc xe Honda BF màu đen Sibor, là đen mâm đen phục đen luôn, mâm đen phục đen, rất là đẹp, rất là mới, đẹp từ trên xuống dưới. BF này là 150 nha các bạn, và có cái hệ thống phun xăng điện tử FI nên chạy rất là giống như Honda SH, và đặc biệt là xe là không tắt đèn, chưa mổ, xe còn riêng nguyên bản chất luôn. Xe người ta đang sử dụng BF 150. Xe rất là đẹp, liền lạc từ trước ra sau. Em này mang biển số 59 E217382, đẹp từ trái qua phải, từ trên dưới, từ trước ra sau. Máy móc thì rất là chuẩn nha các bạn. BF thì máy chậm xe này em xin thưa với bạn các chị là em muốn bán với giá là 38 triệu, 38 triệu, 38 triệu nha các bạn. 38 triệu cho chiếc xe Honda BF, mà không phải là chiếc xe, bốn chiếc đều đồng giá tiền luôn nha các bạn, bốn chiếc đồng giá tiền luôn cho chúng ta dễ lựa, coi như là đèo kèo này là kèo coi như là đá đồng, kèo đá đồng, đá đồng, bốn chiếc một giá, kèo đá đồng bốn chiếc một giá. Và thiết kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các chị, chiếc xe là BF màu trắng đen Sibor. Cái kia màu đen Sibor rồi thì cái này là trắng đen Sibor, bởi vì mỗi cái người có mỗi cái sở thích khác nhau đó. Như cái chiếc xe màu trắng này các bạn các chị thấy không, nó rất là mới, nó cũng đẹp, nhưng mà màu em nó là màu trắng đen Sibor, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau luôn. Mỗi một cái màu sắc nó có một cái vẻ đẹp nó khác nhau, nhưng mà cơ bản cái chất lượng á thì nó cũng sẽ xem với nhau thôi. Còn xe này không tắt đèn, nhiều mẫu BF màu trắng pin BF 150i, máy móc là đẹp từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới luôn nha các bạn. Rất là đẹp, chuẩn. Em này thì mang biển số 59 E2 20060, và với chiếc xe Honda BF 150 này cũng vậy, cũng đồng tiền là 38 triệu nha các bạn. Xe chính chủ bao ký giấy sang tên, bao hút, bao vận chuyển về đến tận nơi, bao thử bao test các kiểu luôn nha các bạn. BF kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị cũng chiếc xe BF, nhưng mà em này nó lại có màu đỏ, bởi vì mỗi người mỗi một cái sở thích cũng như là cái màu sắc lựa chọn khác nhau, nên có chiếc màu đen, có chiếc màu trắng, có thì có chiếc cũng màu đỏ. Chiếc màu đỏ này cũng vậy, đỏ đen Sibor, rất là mới. Theo cái sự lựa chọn của chúng ta thì chúng ta thích cái màu gì thì chúng ta lựa chọn theo cái sở thích, cái đam mê của mình thôi. Như chiếc xe Honda BF 150i này thì công tắc đèn đã mổ rồi, đó, mở rồi, mổ công tắc đèn này thì để cho nhiều khi chúng ta đi chúng ta tắt mở đèn cho nó không bị chói vô cái người đối diện. Đó, chiếc xe Honda BF màu đỏ. Em này thì mang biển số là 59E1 24191. Máy móc mấy chiếc này cũng vậy, nói chung mấy chiếc xe ghế này được cái máy ngon, máy ấm rất là ấm, điện đèn kẹt vò là nghiêm chỉnh đầy đủ hết, tất cả mọi thứ đều nghiêm chỉnh hết. Mà với chiếc xe Honda BF 150 này như vậy cũng 38 triệu luôn nha các bạn, cũng bằng tiền đồng tiền luôn đó. Nhưng mà ba chiếc xe là đều có biển số hết rồi, thì em xin phép giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe BF để cho các bạn các chị tự bấm số, là nó là hồ sơ cầm tay, có hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay để các bạn các chị mà ở thành phố thì bấm
số thành phố. Còn nếu mà ở tỉnh thì chúng ta chuyển về, chúng ta bấm biển số ở tỉnh nhà luôn, nó cho nó tiện dụng luôn. Đó, xe này cũng vậy, bỏ công tắc đèn rồi cho nó tiện lại luôn, để nhiều khi chúng ta đi thì không có bị phiền phức với người đối diện. Đó, xe mới trên dưới công tắc biển số chưa có là hồ sơ cầm tay đấy các bạn. Đó, chừng nào các bạn, các anh chị lấy là bấm biển số liền luôn. Đó, máy móc thì đương nhiên là ngon lành chuẩn. Xong xuôi giấy tờ nghiệm chủng xong đâu đó